85天, ngày 85. Đức, bạn nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị của bạn hay không. A tứ, nhì tráng nhì tráng, khàn khàn hớ bù hớ nhì đớ quầy khẩu. A tứ nhì tráng y tráng khàn khàn hứa bù hứa nhì tợ quầy khẩu. A tứ, nhì tráng nhì tráng, khàn khàn hớ bù hớ nhì đớ quầy khẩu. A tứ, nhì tráng nhì tráng, khàn khàn hớ bù hớ nhì đớ quầy khẩu. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy y điển. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Trước đây chính là học đại học ở đó. Y chén chiều giải nà lì đủ đà xuế. Không sai, có điều. Mấy chùa, bú của. Đợi một chút. Tầng y xả. Xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản. Khẳng lại, wo ye de zhu ce yi ge zhang hao. Bây giờ thêm bạn WeChat đi. Hiện tại gia WeChat ba. Khác rồi phải không? Khờ lơ ba. Muốn uống chút gì không? Yào hơ điểm sơ mơ mơ? Đó đâu thể tính là. Nà nà nâng soạn sư. Thực đơn của quán chúng tôi. Wǒ men diàn de cài dàn. Từng uống qua đồ uống ở chỗ này chưa? Hơ guò zhè lǐ de yín pǐn ma? Thái độ phục vụ của chỗ này. Zhè lǐ de fú wǔ thài dù. Quán cà phê này. Zhè jiā kāfèi tīng. Khá ít gặp. Bǐ jiào shǎo jiàn. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lǔ chá cà phê hě cappuccino. Xin mời từ từ dùng. Chính mạng dùng.